Ok xin chào tất cả các bạn thì trước khi mình off livestream hôm nay hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà có tiếng Việt ở PPE tiếng Việt để lần sau các bạn có thể là trải nghiệm cái team file tactic này trước khi mà nó ra mắt ở Việt Nam và nó ở server phiên bản thử nghiệm và ở phiên bản thử nghiệm thì sau một vài ngày mà nó có phiên bản thử nghiệm thì nó sẽ có tiếng Việt thế nhưng mà nó sẽ có cái thay đổi ở mùa 9 này cái cốt để mà thay, thay đổi thử nghiệm cái cốt cũ thì rất là nhiều bạn đã share và đã làm rồi và mình cũng học là từ trung và lát hướng dẫn và cái cách làm thì nó vẫn y hệt nó vẫn y đúng như thế thế nhưng mà cái cốt thì nó thay đổi vậy thì bây giờ hướng dẫn tổng thể cho những bạn nào chưa biết cách đổi tiếng việt thì đầu tiên cái bước một ấy, là các bạn vào google các bạn tìm cho mình cái keyword là team file tactic hay là đấu trường chân lý đấu trường chân lý hay là TFT là team fight tactic PPE các bạn đào nó về ok thì nó là sơ vào thử nghiệm và khi mà các bạn đào nó về thì nó có link và bạn cứ ấn đào như bình thường thôi cái bước hai ấy, đấy chính là các bạn vào thư mục của cái của cái Riot client ở đây thì bạn có thể click vào bất kỳ một cái client nào ví dụ như của mình ở đây như các bạn nhìn thấy trên màn hình là cái này là cái liên minh điện thoại chính này cái này là cái PPE này cái này là League of Legends phiên bản Bắc Mỹ này còn cái này là League of Legends để thi đấu thi đấu những cái giải đấu mà mình cũng đã từng tham gia một vài đại giải vui vui của liên minh cũng như là là TFT này thì nó sẽ hiện ra đây là làm mỗi một cái nó sẽ làm với client riêng thì ví dụ như là tất cả cái này nó đều về một cái thư mục đó là Riot thì bây giờ các bạn phải vào cái thư mục của Riot ở đây thì các bạn sẽ vào thư mục của Riot xong thì các bạn sẽ thấy có một cái thư mục nó ghi là League of Legends PPE chính là cái thư mục này lolppe thì các bạn vào đây các bạn kéo xuống ra lick, uh, lick client cái này nhé cái đầu tiên này nó là lick client này nó chỉ có đúng một cái uh, tên như thế thôi các bạn còn ấn sai thì chịu luôn lick client cái đầu tiên các bạn sẽ send to desktop ok nó là uh, desktop create a shortcut nó giống như là làm một cái đường ngắn để đi vào đây ấy. thì các bạn sẽ ấn vào đây ok chưa rồi sau khi các bạn đưa ra thì các bạn thấy nó nhảy ở góc này màn hình của mình này các bạn nhìn đâu các bạn sẽ đưa ra một góc coi như là chưa có những cái này đi các bạn sẽ đưa ra một góc thì nó, có, nó sẽ có cái biểu tượng như thế này sau đó thì các bạn sẽ chuột phải vào nó. các bạn properties và ở cuối cái đường link này ấy, thì các bạn sẽ cách ấn dấu cách ra một cái ok và các bạn sẽ post cái 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 um, À, cái mới vào thì ở đây mình sẽ đưa cái cốt vào đây các bạn chỉ việc là copy và paste vào ở cuối cái này nhớ có một dấu cách ra sau đó thì các bạn paste vào đây các bạn nhìn ở đây nó có một dấu cách là được các bạn cứ có một dấu cách ở đây là được các bạn nhìn thấy không từ cái dấu ngang ngang ở trên này và cái dấu ngang ở dưới này nó cách nhau một cái và các bạn ấn apply sau đó thì ấn OK thì ở đây mình sẽ ghi là bước 2 là vào thư mục Riot Game bước 3 là bước 3 là tạo shortcut cho link client bước 4 là mở properties gì đó vào target đổi đuôi đổi đuôi thành đây ok và mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể copy và vào sau khi copy xong vào ấn apply xong thì các bạn ấn vào game và các bạn đợi nó lốt một chút nó sẽ mất khoảng đâu đó hai ba phút để lốt sang tiếng việt nhưng mà chỉ có thể áp dụng khi mà cái mùa thử nghiệm PPE nó công bố tiếng Việt mà thôi chứ không phải là cứ mỗi lần ra PPE các bạn làm như vậy nó sẽ có tiếng Việt nhé mà các bạn phải chờ khi nó có tiếng Việt của mùa mới thì các bạn làm như vậy thì nó mới có được tiếng Việt ok chưa Ok cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn ở trên đấu trường chân lý và cả PP đấy nhé à, Cuối cùng thì mình cũng đã phải làm mình tưởng là mình sẽ không bao giờ phải làm nhưng mà well à, bây giờ thì good luck cho những cái trận đấu của các bạn và xin chào hẹn gặp lại bye bye